Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Chúng ta cầu chúc cho nhau được một cái sự êm ấm của tâm hồn và tràn đầy ơn trên để chúng ta có một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc nơi xứ người, và cầu mong cho quê hương sớm có một cái sự thay đổi tuyệt vời cho đúng nghĩa với dân tộc Việt Nam. Từ lâu nay khao khát một đời sống êm đềm, thanh bình, thịnh trị như là thời Ngô Đình Diệm. Từ năm 1956 cho đến năm 1962. Hay là dù chiến tranh sau những năm sau đó, người dân Việt Nam vẫn có một cái đời sống thoải mái. Mặc dầu nay chiến tranh, mai chiến tranh, nhưng tâm hồn con người vẫn chưa mất đi cái định hướng. Và chúng ta vẫn có được đời sống êm đềm cho đến biến cố 30 tháng 4. Đã phải tìm cái sống trong cái chết. Và đó là cái điều mong thầm kín của mọi người dân Việt Nam, quốc gia chân chính. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn khán giả cũng đã thương yêu đài truyền hình VBS lâu nay nói chung, và Dương Dạ Hải nói riêng, rất là ấm áp. Phải nói dùng cái chữ gọi là nồng ấm của tình người. Vì vậy cho nên dù có mệt mỏi, dù có tuổi già sức yếu, vẫn thấy yêu đời để mà làm việc phục vụ quý vị. Vì thấy rằng dưới chân trời ánh nắng đã bắt đầu rực sáng. Vì thế cho nên chúng ta thương nhau, quý nhau là một cái điểm tất nhiên của những người quốc gia chân chính. Trong suốt mấy năm qua, những công việc Dương Dạ Hải làm từ cái thời đài quốc gia Việt Nam với cô Mộng Đào cho đến bây giờ cả chục năm rồi, mà chúng ta vẫn một lòng với nhau. Vẫn có nhiều khán giả điện thoại, vẫn có nhiều khán giả email. Chúng tôi theo dõi giáo sư cả chục năm trước. Thừa là thời mà giáo sư còn với cô Mộng Đào trong cái đài radio của một cái tổ chức nọ. Cho đến lúc giáo sư và cô Mộng Đào mở cái đài quốc gia Việt Nam mấy năm trời. Hôm nay ngồi lại đây tưởng nhớ lại anh chị em đã hợp tác với Dương Dạ Hải, đặc biệt là Mộng Đào. Giờ này ở bên trên cũng đang thấy đồng bào thương yêu Dương Dạ Hải như thế nào. Cho nên một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị, cũng như chúng tôi cảm ơn ban giám đốc của đài đã dành cho Dương Dạ Hải nhiều cái may mắn để mà phục vụ khán giả. Cảm ơn các quý vị hảo tâm về thương mại, đặc biệt là bác sĩ Trọng Võ thương yêu Dương Dạ Hải một cách đặc biệt, chữa bệnh cũng như là trong cuộc đời tâm giao. Bên cạnh bác sĩ Đinh Hạnh là một ân nhân của Dương Dạ Hải. Quý vị biết rằng bao nhiêu năm nay sức khỏe của Dương Dạ Hải là do bác sĩ Đinh Hạnh và bác sĩ Trọng Võ. Mà tôi thường nói rằng đây là các vị lương y như từ mẫu. Có thể nói rằng hai bác sĩ nổi tiếng nhất, sở dĩ Dương Dạ Hải có được cái hình hài ngày hôm nay, đó là do hai bàn tay của hai vị lương y này. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn, cũng như Noel sắp đến, được tràn đầy hồng ân của Thượng Trời, Thượng Đế. Xin cảm ơn quý vị. Cảm động nghẹn lời. Thế bây giờ chúng ta vào câu chuyện ngày hôm nay. Trước hết là câu chuyện của Phó Tổng thống Mike Pence. Trong cuối tuần vừa rồi đã có một chuyến thăm bất ngờ đến với binh sĩ quân lực Hoa Kỳ ở chiến trường Iraq. Cách đây hơn một năm thì là Tổng thống Donald Trump với đệ nhất phu nhân, và năm nay thì Phó Tổng thống Pence và đệ nhị phu nhân đã đến thăm các đơn vị quân lực của Hoa Kỳ ở phi trường Al-Asad ở thành phố Anbar hôm thứ Bảy vừa rồi, để mà dự chung vui mừng lễ tạ ơn với các binh sĩ quân lực Hoa Kỳ.
Cuộc thăm viếng bất ngờ của Phó Tổng thống Mike Pence đã làm cho rất nhiều binh sĩ xúc động và đã là chụp hình chung với Phó Tổng thống và đề nghị phu nhân. Trong những cái lời gọi là chia sẻ với quân đội, Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng chúng ta phải hãnh diện có Tổng thống Donald Trump đã tạo cho quân đội Hoa Kỳ một cái sức mạnh vô tiền khoáng hậu như ngày hôm nay và đã lo cho đời sống của binh sĩ sau khi giải ngũ. Bộ cựu chiến binh đã được đặc biệt thay đổi và gia tăng ngân sách. Rồi lại Tổng thống ra lệnh lập thêm cái lực lượng thứ 6 của quân lực Hoa Kỳ. Đó là lực lượng vũ trụ, Space Force. Mọi người đều biết bây giờ Hoa Kỳ đã có 5 lực lượng đặc biệt. Thứ nhất, không quân. Thứ nhì, lục quân. Thứ ba, hải quân. Thứ bốn, tuần duyên. Thứ năm, thủy quân lục chiến. Và bây giờ thứ sáu là lực lượng vũ trụ. Đặt dưới sự chỉ huy đặc biệt của ông Đại tướng Chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ, đó là ông Đơn Sĩ. Phó Tổng thống Mike Pence còn chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống đến từng cá nhân đang chiến đấu ngoài tiền đồn. Và Phó Tổng thống Mike Pence còn nói rằng ngân sách cho đến bây giờ chúng ta đã dùng trên 2.300 tỷ để mà võ trang cho quân lực Hoa Kỳ suốt 3 năm qua. Và ngân sách năm tới còn nhiều hơn thế nữa. Đây là một sự kiện làm cho các giới quân nhân rất ấm lòng, bởi vì họ biết họ sẽ được gia tăng về lợi tức, về tiền lương và về vấn đề hăng say chiến đấu để hy sinh cho Tổ quốc của Hoa Kỳ. Rồi đến một bản tin thứ hai, đó là bản tin... Chắc quý vị nhớ vào ngày 12 tháng 4 vừa rồi, có một câu chuyện tang thương là một tên khùng, phải nói là một tên khùng. Tên này là Emmanuel Aranda, nó 24 tuổi. Một cậu bé đi chơi với bà mẹ với lại bà con ở cái mall, là cái thương xá lớn nhất nước Mỹ, gọi là The Mall of America. Rộng hàng triệu square feet ở tiểu bang Minnesota. Và buổi chiều cuối tuần thì tự nhiên có một thanh niên tới bồng đứa bé ném xuống dưới lầu, từ trên lầu 3 xuống đất hơn 40 feet, tính theo thước là trên 10 thước. Rồi cậu bé mới có 5 tuổi được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, tưởng là chết rồi, cậu ta không có thở. Vậy mà có phép lạ, tôi đã thưa với quý vị nhiều lần, phép lạ thời nào cũng có. Rồi cái phép lạ này có phải ai đặt ra không? Chính cậu bé này khai hôm qua cậu bé đã được bệnh viện cho về, tức là nào mà bệnh viện từ tháng 4 đến bây giờ gần 7 tháng. Hôm qua bệnh viện đã được bác sĩ và y tá đã tiễn chân cậu về với gia đình. Và đến giờ này, từ cái chỗ mà bất tỉnh nhân sự vào ngày 12 tháng 4, bây giờ cậu đã đi lại bình tĩnh và một cách rất bình thường. Tuần tới sau mùa lễ tạ ơn, cậu sẽ đi học ở lớp mẫu giáo với lại hai anh chị em sinh đôi trong cùng một gia đình. Và khi các ký giả hỏi đến cậu, thì tại sao lại té mà không chết, và bây giờ cảm thấy có sợ không? Cậu ta bảo không, tôi té nó cũng giống như té trên cái clip ở trên cái đồi thôi, nhưng mà tôi lại được angel, tôi lại được thiên thần cứu đỡ tôi, và Chúa Giêsu rất thương yêu tôi. Quý vị thấy không? Với cái lứa tuổi non nớt như vậy, quý vị làm sao có thể nhồi sọ nó được? Và chính miệng nó nói ra là tôi đã được thiên thần đỡ tôi.
I have been rescued by angel. And Jesus loved me. So, I'm okay. And you will too. Bởi vậy cho nên tôi đã bình tâm, bình thản, bình an. Và ông cũng thế. Quý vị rồi cũng thế. Quý vị thấy chưa? Phép lạ chưa? Những người chống đạo Thiên Chúa giáo, những người vô thần, không có học. Chứ nếu người vô thần mà có học, nó đều tin nhượng. Quý vị nhớ nhà bác học Newton chứ? Ông ta là cha đẻ của cái thuyết mọi vật trong thế gian đều rơi theo chiều thẳng đứng, có đúng không? Trong một lần ông ta nghỉ hè ở nhà quê, ông ta nằm trên cái võng nhìn thấy quả táo rơi xuống. Và ông ta nói một câu rằng, cái người mà học hành đến nơi đều công nhận Thiên Chúa là tuyệt vời. Chỉ có những anh cán ngố cộng sản không có học thì mới nói xấu đức tin và mới xuyên tạc đức tin. Và cậu bé này là một bằng chứng nói rằng là tôi rất bình thường, bình an vì Chúa Thánh Thần đã cứu tôi và Chúa cứu thế thương yêu tôi. Và quý vị rồi cũng vậy. Phép lạ đấy. Miracle is everywhere nowadays. Tôi nói mà không có sợ các anh nói xấu tôi. Vì đây là sự kiện có thật. Rồi đấy là câu chuyện của cậu bé. Thì chắc quý vị cũng biết về vấn đề câu chuyện của cái thằng điên. Tự nhiên nó tới, nó bồng thằng bé ném xuống dưới lầu, từ trên lầu 3 xuống. Thằng điên nó tên là Emmanuel Aranda, năm nay 24 tuổi. Nó phạm tội hôm tháng 4, rồi tháng 6 nó ra tòa. Và tòa đã xử phạt nó 19 năm tù về cái tội cố sát. Mà may là thằng bé không chết. Và khi ký giả hỏi về lý do tại sao nó lại khùng điên như thế, thì nó bảo rằng trong cuộc đời của nó thất khổ, đau khổ vì đàn bà quá nhiều, cho nên nó mất niềm tin, nó gặp ai nó cũng muốn giết. Rồi lúc vừa giây phút điên, nó gặp cho thằng bé rồi nó ném thằng bé xuống. Quý vị thấy chưa? Ở Hoa Kỳ này nhiều người điên lắm. Chúng ta cứ dùng cái chữ điên là nó vui vẻ. Sao đi thất tình với đàn bà mà lại đi hại trẻ con? Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút. Sau đó sẽ gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.